Xin chào quý vị và các bạn. Đây là tiệm rửa xe. Cái tiệm này thì có 3 người. Họ chia ra các cái công đoạn để rửa một chiếc xe. Đây là bác chủ tiệm. Bác ấy đang làm cái công việc lắp cái vòi, nghĩa là cái máy. Đây là cái tiệm rửa xe, cũng không lớn lắm, nhưng mà được cái là gần đường quốc lộ, cho nên là rất là nhiều người người ta biết tới cái tiệm này, cho nên là người ta đã tới để rửa xe. Một chiếc xe thì tiệm này thì theo mình quan sát là mình thấy thì họ dắt xe vào vị trí, xong bắt đầu là họ xịt nước, rồi bắt đầu là họ bắt đầu mới đưa rẻ lau vào, đưa rẻ lau vào. Một bên cạnh đó thì họ sẽ cho cái nước xà phòng vào để người ta lau rửa chiếc xe. Có những lúc thì có một người một chiếc xe, có những lúc thì hai người cùng xử lý một chiếc xe nhanh. Đây là khách tới rửa xe, họ ngồi họ chờ đợi cái xe của mình. Tiệm này là theo mình thấy thì là họ làm rất là kỹ. Bây giờ là đến cái công đoạn là sau khi là họ đã xịt nước vào này, sau đó là họ dùng một khăn có thấm nước xà phòng này, họ xử lý chiếc xe này. Bây giờ là đến cái công đoạn là họ xịt nước, họ xịt nước cho nó sạch chiếc xe, dùng cái vòi. Họ xịt dưới gầm xe, bánh xe này, và nếu mà chỗ nào mà nó còn sót lại thì người ta tiếp tục, người ta sẽ kỳ cọ cho nó sạch. Có một cái khu vực chứa nước, giờ là ống hơi, ống dẫn hơi, rồi vòi nước, tất cả là theo một cái công đoạn. Người ta sắp xếp cái vị trí để dụng cụ, rồi vị trí để cho khách vào người ta rửa xe, và cái vị trí để cho khách ngồi chờ đợi, có mấy cái ghế để cho các vị khách ngồi chờ đợi trong lúc xe của mình được rửa. Máy để tạo ra hơi.
đây tiệm này họ lắp cả cái bộ phận nâng xe lên, nâng bánh xe lên để rửa xe, rửa cái gầm xe này. Và sau khi là đã xong cái công đoạn rửa xe thì bây giờ đến là cái công đoạn là lau cho xe nó ráo nước. Tiếp theo thì chú này chú đi đưa chiếc xe tiếp theo lên. Đó, bắt đầu chú đi dẫn cho cái đẩy xe lên, bộ phận đẩy xe lên. Cái bộ phận khóa cái chân chống lại. Bên này ngoài này anh này thì dùng cái rẻ lau thấm xà phòng để lau kỳ cọ chiếc xe. Chiếc xe bắt đầu là được hệ thống nâng lên. Đó, chú xịt nước vào để cho đất này, những bụi bặm, đất cát này, bụi bặm nó bám vào nó sẽ được nước làm trôi đi. Chú chủ của chiếc xe chú ra chú đi mở cốp xe này. Tiệm này có 3 người họ làm theo cái công đoạn, họ làm theo từng công đoạn một, cho nên là rất là nhanh, phối hợp rất là nhịp nhàng. Cô thì đang dùng khăn lau khô ráo cho chiếc xe, lau nước cho nó khô chiếc xe, dùng cái vòi hơi để xịt cho nó bay nước. Đây là một chiếc xe đã được rửa xong và chỉ làm công tác là công đoạn là làm cái công đoạn là lau khô xe thôi, làm cho xe nó khô ráo thôi. Bên này thì chú này dùng cái vòi nước chú xịt vào gầm vào bánh xe này. Để cho đất cát bụi bặm nó rơi ra, nó vỡ ra. Vị khách này đã được rửa xong chiếc xe và ra thanh toán tiền thì về. Ở đây thì tiệm này họ rửa xe xong thì lấy 20.000, lấy tiền công là 20.000 một chiếc xe máy. Tất cả các công đoạn là phối hợp. Chú đấy, chú bây giờ này xịt bọt, xịt cái bọt trong đó có bọt là bọt trắng ấy. Đó, xịt hết xe để chuẩn bị đẩy lau rửa chiếc xe cho khách. Các công đoạn là làm rất là nhịp nhàng. Sau khi được xịt những cái bọt này vào thì bắt đầu là cô chú bắt đầu dùng rẻ lau, bắt đầu là kỳ lau chùi. Từng bộ phận của chiếc xe mà
Phía ngoài này thì anh dùng cái rẻ anh sau khi đã được xịt nước xà phòng vào rồi thì nước tẩy rửa vào rồi thì bắt đầu là dùng khăn lau là kỳ rất là theo một cái quy trình. Và đây là cái tiệm rửa xe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.